Ok, 401 này. Kim loại nào không tan trong dịch FeCl3? Hello, chào Cao Văn Trung. Thầy chữa bài nhá, các em tập trung rồi nhá. Mình bắt đầu chiến này. Kim loại nào sau đây không tan trong dịch FeCl3? Không tan trong FeCl3. Thế mình chú ý này, đồng thì phản ứng được với sắt 3 nó để tạo thành đồng 2 cộng sắt 2. Câu này suốt ngày mấy ngày hôm nay thì nói suốt rồi. Các em nghe giọng thầy đang hơi bị đau rồi. Đây vẫn ron như năm ngoái. Tiếp tục này, Fe thì phản ứng được với sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2. Vậy bỏ tiếp. Magie thì tác dụng được với sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2 cộng magie dương 2. Vượt tiếp. Vậy chỉ có bạc không tác dụng được với sắt dương 3 thôi. Đáp án đúng đáp án gì? Cẩn thận không bị lừa nhé. Bị lừa nhé. Chào Tuyết Nhi. Các em nhớ comment đáp án nhé. 401 đáp án D chính xác. Nguyễn Thanh Hương đúng rồi. Mai Linh. Mai Linh xe về tường đi, xong rồi tác các bạn ở bên thầy Thụy và giúp thầy nhé. Bạn bè cùng ngủ kệ các bạn. Mình về cay thôi. 402 để cho não hoạt động. Buổi sáng mình phải để cho não hoạt động thì mình làm bài điểm nó mới cao được. Chào Thái Đức Bình. Chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là, mình nhìn này, nhóm cuối là nhóm vinin, nhóm đầu là nhóm acry, vậy là vinin acrylase. Vậy đáp án đúng bình là đáp án A. Được chưa? 402A, đúng rồi, chính xác nhá. 403, dãy gồm các kim loại. 403, dãy gồm các kim loại tác dụng với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội. Tác dụng với HCl nhưng không tác dụng HNO3 đặc nguội. Thì các em lưu ý cho thầy, tác dụng được với HNO3 đặc nguội, không tác dụng với HNO3 đặc nguội là nhôm sắt chrome. Nhôm sắt chrome. Thì gọi là cả ba thằng này đều tác dụng HCl nhưng không tác dụng được với HNO3 đặc nguội không? Vì vậy là đáp án đúng mình là đáp án C. 403 đáp án C. Ok. Chào Trấn Thành Công. Chào Lê Trung Đức. Chào Nguyễn Nhật Trường. Ui, đấy, rất nhiều bạn chưa ngủ dậy đúng không? Thế thì mình phải tranh thủ trong lúc các bạn ngủ thì mình phải cay. Mình cứ khủng được. Câu 404, phenin acetat được điều chế trực tiếp từ gì? Phenin acetat, vậy anh này là CH3COOC6H5. Cái này câu này giảm tải rồi, nhưng thầy vẫn cho đây đấy. Không phải, thằng phenin acetat không phải điều chế trực tiếp từ acid và ancol, và mà nó được điều chế từ anhydride acetic và phenol. Được chưa? Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, anhydride acetic. Được chưa? Và phenol, đáp án đúng của mình là đáp án C, phenin mà. 405, khi cho lượng dư NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali dichromate, dung dịch. Cái câu này rất hay bị hỏi khi đi thi. Cái câu này rất hay bị hỏi khi đi thi luôn. Chào Phạm Hải Vân. Phạm Hải Vân xe về tường nha. Xong tác các bạn vào trong video livestream nha. Ở đây mình có này. Ở đây mình có này. 405 này. Kali dichromate là CR2O7 2 trừ đúng không? OH trừ thì nó sẽ tạo thành là CR2O4, CRO4 2 trừ 2 lần cộng H cộng. Thế thì anh 4 này là màu vàng, anh 7 này là màu da cam. Vậy là ta chuyển từ màu da cam sang màu vàng. Được chưa? Vàng sang đỏ vứt, vàng sang da cam sang vứt, da cam sang xanh lục vứt, mà vậy là da cam sang vàng. Vậy đáp án đúng mình đáp án C. Ok chưa? Câu 406, phát biểu nào sau đây là đúng? Đúng rồi, 405C chính xác Nguyễn Thuận. Được chưa? Các em comment thật nhanh đáp án vào nha. Comment thật nhanh và nhiều đáp án vào. Câu 406, phát biểu nào sau đây là đúng? 406, phát biểu nào sau đây là đúng? Các hợp chất peptide kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit. Các hợp chất peptide kém bền trong môi trường bazơ nhưng mà lại bền trong môi trường axit. Cái này sai, peptide thì nó kém bền hết, đúng không? Vâng. Trong phân tử tetrapeptide mạch hở có 4 cái peptide. Tetrapeptide mạch hở ví dụ này, gly, 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 gly. Vậy nên chỉ có mấy 1 2 3 3 cái peptide thôi, chung lại 4 cái peptide. Vứt. Câu C, trong môi trường kiềm dipeptide mạch hở tác dụng với CH2 hai lần cho hợp chất màu tím. Dipeptide mạch hở thì tripeptide trở lên mới tác dụng với CH2 hai lần, màu phản ứng màu biore đúng không? Thế vậy thì C sai. Protein là những polypeptide cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Protein là những polypeptide cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu. Cái này đúng, được chưa? Vậy phát biểu đúng của chúng ta là đáp án D. Trần Huyền Trang đúng rồi. Thanh Phương đúng, Trang Trang đúng, Hải My đúng. Còn vài ngày nữa thôi, chúng ta cố gắng nốt cái chuyên mục ôn bài buổi sáng sớm. Vậy là hôm nay là mình đến câu 450, xong rồi là sáng ngày mai là mình ôn từ 450 đến 500 là xong mà các em, đúng không? Mình còn sáng nay và sáng mai nữa. Sáng nay sáng chủ nhật rồi, sáng mai sáng thứ hai, đúng không? Là kết thúc 500 câu hỏi. Nhận biết không hiểu, câu 407 nè. Thì cũng vừa đúng luôn, sáng thứ ba thì chắc là thầy không livestream cho các em nữa để cho các em đi thi đúng không? Nhớ nhá, câu 407.
Xét là nhanh về tường nhá. Xong tác các bạn vào trong video livestream này giúp thầy. Câu 407 cho hợp x gồm, cho hợp x gồm tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho x gồm đây, bọn này. X của chúng ta gồm Fe2O3, ZnO, Cu, tác dụng HCl dư thì thu được thu được dung dịch Y. Vậy thì mình chắc chắn là Fe2O3 tan tạo thành sắt 3 cộng này, kẽm tan thành kẽm 2 cộng này, đồng tan trong HCl, nhưng sắt 3 cộng lại cộng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng, kẽm 2 cộng, đồng 2 cộng. Và các em chú ý có phần không tan Z nên chứng tỏ đồng dư, đồng dư sắt 3 cộng hết, nên trong dịch chúng ta chỉ tồn tại sắt 2 cộng, kẽm 2 cộng, đồng 2 cộng. Khá tiếc nhìn những bạn nào bị mù. Khá tiếc Nguyễn Thuận ạ. Nguyễn Thuận mà học thầy sớm này nó sẽ khác. OH trừ dư, chúng ta lưu ý OH trừ dư thì mình sẽ có là Fe OH 2 lần này, ZnO 2 lần không tồn tại do OH trừ dư, nếu mà tan ZnO 2 lần, và CuOH 2 lần. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là FeOH 2 lần và CuOH 2 lần. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. 407 đáp án B nha. 407 đáp án B nha. Được chưa? Tiếp tục câu 408. Các em lưu ý đây là chất Z không tan thì là đồng dư. Đồng dư thì trong dịch chỉ tồn tại mỗi sắt 2 thôi, không tồn tại mỗi sắt 3 được. Câu 408 nào. Câu 408 này, cho các phát biểu sau. Câu 408 cho các phát biểu sau. Chấm cho người xe mạnh về tường nha, các em có hiểu không? Hiểu thì chấm ngay xong xe mạnh về tường nha. Câu 408 cho các phát biểu sau. Có thể dùng nước brom để nhận biết dung dịch glucose và fructose đúng. Glu là mất màu, nước brom chữ fruct thì không. Loại A. Trong môi trường axit, glu và fruct có thể chuyển hóa lẫn nhau. Sai. Có thi A1 thì đang xem hóa như mình không? Nhiều. Giờ cũng mù mà đỡ hơn xíu, học tốt, học thầy nãy giờ sai hơi nhiều rồi. Tại vì sáng ấy, cái não của em nó chưa hoạt động đấy, nên thầy bảo là cho não ăn buổi sáng. Thế nên là cày đi, tập trung vào, xe thật nhiều về cho các bạn, thông tác các bạn vào đây thì mình cày nó mới khủng được. Câu tiếp. Trong dịch axit, glucose và fructose có thể chuyển hóa nhau. Sai. Fructose chuyển hóa thành glucose nó ở trong môi trường gì? Trong môi trường kiềm. Trong dịch fructose chủ yếu dạng vòng alpha, vòng 5 hoặc 6 cạnh. Đúng. Trong dịch glucose tồn tại dạng vòng 6 cạnh alpha beta. Dung dịch thì glucose không phải tồn tại dạng vòng 6 cạnh mà là tồn tại dạng vòng 5 cạnh. Sự chuyển hóa tinh bột trong cơ thể người sinh ra maltose. Đúng. Saccharose cấu tạo từ hai gốc beta glu và alpha glu phát. Sai, nó phải được cấu tạo từ alpha glu và beta glu. Đúng chưa? Tiếp tục. À đúng nhỉ. Sorry, ý A đúng, thầy gạch nhầm đấy. Có thể phân biệt. Thank you. Thank you Ngân Đỗ, thầy gạch nhầm. À đúng, chính xác. Trong phản ứng ete hóa giữa CH3COH và CH3OH, nước tạo từ OH trong nhóm COH của axit và H trong nhóm OH của ancol. Đúng tiếp. À đúng em ạ. À đúng. Vừa nãy thầy gạch nhầm. Thầy bảo đúng nhưng thầy lại gạch. Trong phản ứng ra axit acetic và mê và ancol alinic ở điều kiện thích hợp tạo thành ete có mùi thơm chuối chín. Sai. Ete mùi thơm của chuối chín là isoamin acetate cơ. Còn đây là ancol alinic không có mùi thơm chuối chín. À đúng rồi. Thank you. Metin, dimetin, trimetin và etinamin là những chất khí mùi khai có khó chịu độc. Đúng. Các amin đồng đẳng của metinamin có độ giật tan trong nước giảm dần theo chiều tăng phân tử khối. Đúng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhận định đúng. Đúng chưa? 6 nhận định đúng. Đáp án đúng, đáp án C. Ok. Đấy. 409. Cho các chất. Trật tự giảm dần lực bazơ giữa các chất là. Lưu ý nha. Trật tự giảm dần lực bazơ giữa các chất. Hello. Chào buổi sáng Nguyễn Thuận. Good morning. Cho các chất trật tự giảm dần lực bazơ giữa các chất là. Vậy đứng đầu tiên thì phải là thằng số 2 đúng không? Giảm dần mà, thằng số 2. Sau thằng số 2 đến thằng số 3. Sau thằng số 3 đến thằng số 4. Sau thằng số 4 đến thằng số 1. 2, 3, 4, 1. Nguyệt đã xem về tường thông tác các bạn vào trong video live stream nhá. 2, 3, 4, 1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đấy chưa? Ủa ơi, phèn chrome kali có màu gì? Câu này hơi bị lạ luôn. Phèn chrome kali có màu gì? Nào các em tự comment cái màu mà em dự đoán thế nào.
Phèn chrome kali có màu gì? Nào màu gì? Phèn chrome kali có màu gì? Câu này hơi bị chất. Câu này hơi bị chất. Chơi lớn màu vàng. Phèn chrome kali màu gì nào? Câu này hơi bị kinh điển đấy nhờ. Phèn chrome kali màu gì? Nào mỗi đứa một màu đi cho nào. Chào Thái Đức Bình. Ngất. Có gì mà sợ. Có thầy ở đây rồi. Cứ cố gắng trả lời đừng có lụi. Phèn chrome kali màu gì? Nào. Da cam. Xanh tím. Các kiểu. Phèn chrome kali có màu gì? Phèn chrome kali màu gì? Cày phết đấy. Em thích màu vàng nên chọn màu xanh. Em thích màu hồng. Màu tím. Đấy, cứ mỗi đứa một cái xong là thấy chốt. Cứ mỗi đứa một cái xong thấy chốt. Phèn chrome kali màu gì? Phèn chrome kali này. Cẩn thận năm nay thi vào cái này nhá. Được chưa? Anh này màu gì? Thấy chốt này, thấy chốt này. Anh này màu. Anh này màu. Màu, 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 màu. Xanh, tím. À, thầy nói lại cho em nhá. Thấy thành phèn chrome kali là được sản xuất được từ muối chromat hoặc từ hợp kim. Được chưa? Dung dịch nước của nó tím sẫm và chuyển xanh xanh lá cây. Vì vậy là chốt nhất mình chọn là màu xanh tím. Được chưa? Dê. 411. 411. 411 nha. Đấy, hôm nay là hoảng loạn tí. Không phải chrome kali là phèn mà em, chứ không phải là phèn chrome kali là công thức nó như thế này này. Là KCRO-S4 tất cả hai lần. Đấy, phèn chrome kali. 411 nha. Nhưng đây là phèn chrome kali mà, chứ không phải là phèn chua. Clo này, oxy này, số mol. Số mol thì phải dùng máy tính xịn. 3,92 chia 2,4 0,175. Nào, tiếp tục này. Thầy đang về quê để ôn cho em trai thầy. Em trai thì năm nay thi cùng với bọn em. Phản ứng vừa đủ với 5,55g hỗn hợp Y gồm 5,55g hỗn hợp gồm magie và nhôm. Thu được mg hỗn hợp Z. Thu được Z. Z khối lượng là 15,05. Vậy đây thầy đặt số mol clo là A, số mol oxy là B. Đúng chưa? Thầy có số mol đầu tiên là A cộng B bằng 0,175. A cộng B bằng 0,175. 1 bằng 1 bằng 0,175 bằng. Sau đó bảo toàn khối lượng. Clo là bằng 71 bằng oxy là bằng 32 bằng 15,05. 15,05 trừ đi 5,55 bằng. Đấy, A bằng 0,1, B bằng 0,075. A bằng 0,1, B bằng 0,075. 0,075. Thế vậy ngay lập tức mình tìm được phần trăm khối lượng của magie. Ủa sao lại hỏi phần trăm khối lượng của magie à? Nhỏ quá. À xong rồi. Giờ hỏi phần trăm khối lượng của magie thì chúng ta có rằng là đây là tác dụng phản ứng vừa đủ rồi. Thế vừa nãy thầy đi tìm thằng khác, chán đời. Thầy đặt số mol magie là X, số mol nhôm là Y. Đúng chưa? Vậy ở đây thì có này. Magie với Y thì mình được là 24 bằng 27 bằng 5,55 bằng. Tiếp tục là thầy sẽ có bảo toàn electron magie lên magie dương 2, 2 bằng nhôm lên nhôm dương 3, 3 bằng. Được chưa? Tiếp tục bảo toàn E này. Clo nhận 2E, 0,1 nhân 2 bằng 0,0
75 nhân 4. Ơ, à, tôi chết rồi. 24, 27. 5,55. Clo nhận 2E, oxy nhận 4E. Được chưa? Không nhầm, sorry. À, magie nhường 2, nhôm nhường 3. Chỗ này là bằng 0,1 nhân 2 cộng với 0,075 nhân 4 bằng 0,175 và 0,05. 0,175 và 0,05. Phần trăm khối lượng của magie. 0,175 nhân 24 bằng chia 5,55 bằng 75,67%. 75,67% là tương đương với lại 75,68%. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Hoặc là nè, đúng rồi. Câu 412. Câu 412. 400 oxy, bởi vì O2 về O trừ 2 thì là trừ 2 nhân 2 bằng 4. 412 đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp gồm Methyl acrylate COO CH3, ethylene glycol C2H4O CH6O2, acetaldehyde CH3CHO, alcohol methylic CH3OH. Được chưa? Cần dùng vừa đủ. Cần dùng X mol oxy thu được CO2 0,38. Giá trị của X gần nhất với giá trị bao nhiêu? Giá trị của X gần nhất với giá trị bao nhiêu? Câu hỏi này câu hỏi giá trị gần nhất. Được chưa? Thế vậy đây mình có này. Bây giờ 10 đề bài muốn hỏi là giá trị gần nhất mà anh này tổng số mol hội này bằng 0,15. Đúng không? Giá trị của X gần nhất thì muốn tìm O2 đúng không? Thế bây giờ mình cần tìm là số mol của nước bằng bao nhiêu? Mình nhìn nhá, anh này này. Anh methyl acrylate, thằng này là C4H6O2, anh này là C3H6O2, anh này là C2H4O, anh này là CH4O. Đúng chưa? Đúng chưa? Thế vậy bây giờ mình thấy này, số nguyên tử hydro trung bình. Số nguyên tử hydro trung bình, bây giờ mình tổng theo thằng hydro thì mình có số nguyên tử hydro của trung bình của mình nhỏ nhất là bằng bao nhiêu và lớn nhất là bằng bao nhiêu? Chuẩn chưa? Mình cứ giải theo kiểu là trung bình thì mới giải được. Hoặc cách thứ hai là mình đi bảo toàn, nhưng bảo toàn khối lượng ở đây gần như không làm được. Gộp lại công thức chung, đúng rồi. Gộp lại công thức chung cũng là một cách. Đây 0,15, đúng không? Vậy mình có này. À, đây là C2H4O. Đây là CH4O. Thầy này chữa đến mấy giờ tí em vẫn đi học lò. Ui, dã man đấy. Học thì học kinh đấy. Thì câu này thầy cứ chữa đến câu 450 là sao? Được chưa? Câu này thầy cứ chữa đến câu 450 là sao thôi. Còn lại bọn em thích đi đâu đi. Được không? Câu này cũng dã man phết đúng không? Thầy đang hơi bị đau họng. Nào đáp án gì? Đáp án gì cả nhà? Hơi bị chất đấy. Câu này của thầy dám ăn phết. Được chưa? Thế thì chỗ này thầy tách nó ra nhé. Thầy tách hỗn hợp này trở thành. Đây này, vì này C6H4O2O của thầy bằng C4H2 cộng nước, đúng không? Anh này thì bằng C2H2 cộng nước. Anh này thì bằng C2H2 cộng nước tiếp. Và anh này thì bằng CH2 cộng nước. Thế nên là thầy quy đổi thành CiH2 và nước. Được chưa? Thế thì vậy thì bảo toàn carbon thì có là CiH2 thì bằng 0,15. Số mol nước của thầy cũng bằng 0,15. Và đây thì bảo toàn oxy thì có 0,15 nhân 1. Đúng không? Ra nước thì bằng 0,15 này. Thấy chưa? Vậy bảo toàn oxy thì nó sẽ bằng là 0,38. Hai lần số mol oxy bằng hai lần số mol CO2 cộng với số mol nước. Đúng không? Vậy thì tìm được số mol oxy bằng 0,38 nhân 2 cộng với 0,15 nhân 1 bằng chia 2 bằng 0,455.
oxy bằng 0,455. 0,455 vậy thì nó gần nhất với lại 0,45. Đúng chưa? Nó cũng gần với 0,5. À, gần nhất với lại cả 2. Khó phết nhỉ? Được chưa? Nó gần nhất với cả 2. Vậy thì đáp án của chúng ta là 0,455 hay là 0,6 thì đều ok cả. Đều ok cả. À đâu, 0,455. 0,455 thì gần với lại 0,5 hơn. Sorry. 0,455 thì gần với 0,5 hơn. Được chưa các em? 0,455 thì gần với lại gần nhất. 0,455 là gần nhất với 0,5. Thực ra gần với cả 0,45 đúng không? 45 cũng gần 0,455. Nhưng mà đây nó hỏi là gần. Gần thì cũng gần 0,45, gần với 0,5. Chịu. Ừ, có lẽ câu này thì phải xem lại đề chút nhá. Cái này cả A và B đều đúng. Câu 413, thôi 413. Tên gọi của peptide là anh này có tên gọi là gì? Thế các em cần lưu ý này. Thế ở đây mình có này. Đây là anh này gly đầu tiên này. Anh này gly này. Xong rồi đến tiếp tục là gly này. Xong tiếp tục ala, vậy là GGA. Đáp án đúng đáp án. B bỏ. Câu 414. Câu 414. Thôi câu đấy khó quá, bỏ đi qua em ạ. Nguyễn Hằng ạ. Thì cần cả A cả B 0,455 mà. Câu 414. Câu 414. Chất tham gia phản ứng cộng hydro ở điều kiện tích hợp. Tripamethin không, nó no rồi. Etinacetat không. Tristerin không, no rồi. Đáp án đúng là etin acrylat. Được chưa? Câu 415 nào. Câu 415 rồi các em. 415 đáp án gì? Cùng comment đáp án được nhanh nhá. Câu 415. Chất tích phản ứng với HCl. Chất tích phản ứng với BaO này lần tạo kết tủa. À, vậy là nó vừa phản ứng với HCl và vừa phản ứng BaO này lần loại NaCl. Được chưa? Loại K2S4, loại CnO3 lần. Đáp án đúng chúng ta là NaHCl3. Bị bỏ. Câu 416. Metinacetat bị khử bởi LiaLH4 thu được sản phẩm nào? Ui, câu này là câu cũng khá là hay. Câu này là câu không cho có trong sách giáo khoa. Metinacetat bị khử bởi ALH4. Acetat metinacetat bị khử bởi LiaLH4. Bị khử bởi LiaLH4 thì tạo thành gì? LiaLH4 thì tạo thành sản phẩm gì? Câu này cũng kinh phết, thu được sản phẩm gì? Thu được sản phẩm gì? Đáp án đúng của chúng ta là thu được. Đáp án đúng của chúng ta là thu được ethanol và methanol. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 417. Nếu vật làm bằng hợp kim Fe kẽm bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn. Nếu vật làm bằng hợp kim sắt kẽm ăn mòn điện hóa trong quá trình ăn mòn, chúng ta lưu ý là kẽm nó mạnh hơn sắt nên kẽm bị ăn mòn trước, nên kẽm là anốt. Kẽm là anốt nhá. Kẽm đóng vai trò là anốt, kẽm là cathode vớt. Sắt là anốt. Kẽm là anốt. Nên sắt không thể anốt được, kẽm là anốt. Đóng vai trò là chất khử thì nó sẽ bị oxy hóa. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án dây. Câu 418. 418 nào. Khi kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào? Kim loại sắt tác dụng dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt 2, HNO3 đặc nóng thì sắt lên sắt dương 3 vứt. Đúng không? À, MgS4 thì sắt của mình nó vẫn là muối sắt 2. Sắt không tác dụng với MgS4. Sắt với H24 đặc nóng thì sắt lên sắt dương 3 vứt tiếp. Đáp án đúng mình là sắt tác dụng với đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đâu. Đáp án đúng đáp án C. Câu 419 nha. 419 nào, cùng comment đáp án mạnh mẽ nào. 419. Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C5H10O2 với NaOH thì thu được CH5CONa. Thế vậy là chắc chắn mình có là C2H5COOC2H5. Vậy tên của nó sẽ là gì? Ra được ancol. Ancol chúng ta sẽ là C2H5OH. Ancol ethylix. Đáp án đúng đáp án A. À, được chưa? Câu 420. Câu 420. Cho dung dịch lòng trắng trứng. Cho dung dịch lòng trắng trứng. Tác dụng dung dịch axit nitric đặc có hiện tượng gì? Lòng trắng trứng mà tác dụng axit nitric đặc thì nó sẽ tạo thành kết tủa máu vàng. C. 421 nhé các em. 421. Cho dãy các cation kim loại. Cho dãy các cation kim loại. Cation kim loại nào có tính oxy hóa mạnh nhất trong dãy? Tính oxy hóa mạnh nhất canxi 2 cộng không oxy hóa rồi. À, canxi 2 cộng oxy hóa yếu rồi. Mạnh nhất phải là gì? Đồng 2 cộng. B bỏ.
Mình cứ giải đến câu 450 thôi các em. Cùng cố gắng mạnh mẽ nhá. Chấm cái nào. Các em nghe là giảng của thầy các em có hiểu không? Hiểu thì chấm cái. Nào 450. 450. 450. 422, sorry. Phát biểu nào sau đây là sai? Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. Chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần, nghe này đúng. Ở nhiệt độ thường tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng đối với nước. Ở nhiệt độ thường tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng nước, cái này sai. Bari không tác dụng với nước, vậy sai ở B. Câu 423. Câu 423. C4H9O2N tác dụng với NaOH. Để ra được X1. Thôi bây giờ thầy làm ngược. Vậy X3 đấy chắc chắn là gì? H2N CH2 COOH. Đây là X3 mình chắc chắn là vậy. Được chưa? X3 của thầy chắc chắn là H2N CH2 COOH. Vậy bây giờ thầy quay ngược trở lại thành X2. X2 mà cộng với thằng nào đó để mà nó quay được trở thành X3. Mà đây là CH3OH trong HCl khan. Đúng không? CH3OH trong HCl khan. Thế thì đây là trong HCl khan nên HCl không thể chui ở đây được. Đúng không? Thực ra chỗ thằng này là thằng này có cả clo đó, bởi vì cho tác dụng với HCl mà. NH3Cl chuẩn hơn. Được chưa? Thế ra anh này là cho tác dụng với lại CH3OH và HCl. Đúng rồi. Chính xác. Đấy, thế vậy bây giờ anh này anh nào? Khi mà một cái thằng hợp chất mà tác dụng với lại CH3OH thì nó tạo thành gì? Chắc chắn nó phải tạo thành este, đúng không? Đây này, CH3OH thì nó phải tạo thành este COOCH3. COOCH3. Đúng chưa? Vậy điều này chứng tỏ anh này là anh amino acid. Amino acid là H2N, nhưng ở đây có HCl dư nên đầu nó vẫn là đầu CL. Đúng chưa? Mấy HCl dư đầu HCl CH2COOH. Đáp án đúng đáp án này. Tiếp tục nha. Câu 424. Câu 424. Cho hợp X gồm, câu 424, cho hợp X gồm kẽm sắt và dung dịch chứa AgNO3 và CuNO3 lần. Kẽm này, sắt này và dung dịch chứa AgNO3 và CuNO3 hai lần. Sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm hai kim loại, thứ tự kim loại tạo thành tính khử tăng dần bạc, đồng và dung dịch Z. Dung dịch Z của chúng ta là gồm, dung dịch Z của chúng ta là gồm thứ tự ca trong kim loại tính oxy hóa tăng dần là kẽm 2 cộng. Có bạc, có đồng dư thì chỉ có sắt 2 cộng thôi. Khả năng cao dễ có đồng 2 cộng nữa, mình cứ để yên vậy. Cho NaOH dư cộng OH trừ dư thì thu hai cái tủa, chuẩn chưa? ZnOH hai lần không cái tủa vứt, vậy mình chỉ có cái tủa FeOH hai lần và cái tủa COOH hai lần. Đúng như đề bài nói, thu được hai cái tủa hai oxit kim loại. Vậy dung dịch Z ở đây chứa kẽm 2 cộng, sắt 2 cộng, đồng 2 cộng. Không có bạc vớt. Thiếu đồng vớt. Kẽm 2 cộng, sắt 2 cộng, đồng 2 cộng. Đáp án đúng đáp án C. Câu 425 nào các em. 425 cùng comment đáp án mạnh mẽ vào cái xem nào. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? Fe2O3 là oxit bazơ vớt. CrO oxit bazơ vớt. CrO3 là oxit acid vớt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 426. Câu 426. Điện phân dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra cả hai điện cực? Điện phân dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra ở cả hai điện cực? Điện phân dung dịch nào sau đây thì có khí thoát ra ở cả hai điện cực? Lưu ý, nếu mà để có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì này, thì mình có là thằng kim loại không được điện phân, bởi vì đồng điện phân thì không có khí. Được chưa? Sắt điện phân không có khí. Kali không bị điện phân, vì vậy nên có khí hydro. S4 không bị điện phân nên có khí oxy. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu 427. Hợp chất H2N CH2COOH phản ứng được với những thằng nào? Thì anh này có nhóm COOH nên phản ứng được với NaOH này. Anh này có nhóm NH2 nên phản ứng được với HCl này. Bởi vì nhóm COOH nên lại phản ứng được với CH5OH này. Vậy là 1, 2, 3. Đúng chưa? Phản ứng với NaOH có, phải có nhóm NH2 nên phản ứng NaOH. Vậy là phản ứng được hết 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng đáp án A. Câu 428. Bạn nào chưa xe lại về tường nhá, xe lại nhanh lại về tường đấy. Dãy kim loại đều có thể điều chế bằng phát điện phân dung dịch muối, điện phân dung dịch muối. Vậy là khi là cái thằng kim loại nó không tác dụng với nước, natri tác dụng với nước vớt, canxi tác dụng với nước vớt, kali tác dụng với nước vớt. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Câu 429, phát biểu nào sau đây là không đúng? Enzyme là những chất hầu hết có bản chất protein. Được, glycine tác dụng với HNO2 có khí beta. Đúng. Phức đồng xác có công thức là C12H21O11 hai lần tất cả NO. Đúng tiếp.
Tetrapeptide thuộc loại polypeptide sai. Tetrapeptide được tạo thành từ 4 alpha amino acid, 4 alpha amino acid thì đâu phải được gọi là peptide đâu, đúng không? Đâu được gọi là polypeptide đâu, vẫn chỉ là gì? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án sai thì chúng ta đáp án không đúng là đáp án gì? Câu 430. Câu 430 thầy vừa ngủ dậy đấy các em ạ. Thầy vừa ngủ dậy cũng như các em luôn. Chữa luôn. 430. Cho etinamin phản ứng với CH3I tỷ lệ mol 1:1 thu được chất gì? Etinamin trong này toàn những cái dạng lạ đúng không? Đấy, bây giờ thầy để dành những cái lạ để cho bây giờ mình học. Etinamin mà tác dụng với etinamin mà cho tác dụng với lại CH3I. Etinamin. Etinamin là gì nhỉ? C2H5NH2 mà tác dụng với CH3I thì tạo thành gì? Tạo thành HI cộng với lại C2H5NCH3. Được chưa? Vậy là nó tạo thành gì nhỉ? Dimetinamin là sai. N-metin-etinamin. Đáp án đúng đáp án C. Những cái dạng khá là lạ. Câu 431. Cho dạng các chất, số chất trong dạng tác dụng với CH3 là tripeptide trở lên, một cháo. Glucose thì có, phải OH đa kề, hai cháo. Dipeptide vứt, protein có, glycerol có, 1, 2, 3, 4, B bỏ. Hơi mở chắc là do mạng của các em thôi. Các em đợi một tí là nó sẽ quay trở lại, đường mạng nó sẽ ổn định lại thôi. Câu 423, câu 432. Cho este có công thức cấu tạo, tên gọi của este đó là metin acrylase. Đáp án đúng đáp án à, không, sai. Đáp án đúng phải là metin met acrylase. Met có đầu nhóm metin, metin met acrylase. Đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ. Câu 433. Xà phòng hóa, xà phòng, ui bây giờ mới có nhiều đứa ngủ dậy này. Bọn nào chưa xe lại về tường nhá. Xe thật nhanh lên. Câu 433. Xà phòng hóa hỗn hợp este có công thức phân tử C4H62 bằng lượng vừa đủ NaOH sẽ thu được tối đa số sản phẩm có phản ứng trắng bạc là ngoài các este. Để mà trắng bạc đầu tiên là HCO đã. HCO này, C nối đôi C gạch C 4 rồi thì thu được thằng HCONa cộng với lại C2H5CHO một cháo này. HCOO này, C này, C này. C này thì vẫn thu được HCONa thôi. Để hỏi là tối đa số sản phẩm có khả năng tráng bạc. À, tiếp tục CH3COO C nối đôi C thì thu được là CH3COONa cộng với lại CH3CHO. Đúng chưa? Vậy tối đa sản phẩm có khả năng tráng bạc HCONa này, C5CHO này, CH3CHO, 3 thằng. Đáp án đúng mình đáp án A. À, học giỏi hóa sẽ có người yêu, chính xác. Chiến đấu này. Cân này, 434. Phát biểu nào sau đây không đúng? Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước. Đúng. Chất béo tan nhiều trong dung môi cơ, đúng. Dầu ăn, dầu mỡ bôi trơn của thành phần nguyên tố, sai. Dầu ăn của chúng ta là CHO, còn dầu mỡ bôi trơn chúng ta chỉ có carbon và hydro thôi, nên là sai là C. Câu 435. Câu 435. Những chất tác dụng phản ứng với CuH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam phải có OH đa kề, glucose, saccharose, maltose, sen không, glu, sac, man. Vậy các chất mà đều có phản ứng trắng gương, đều phản ứng trắng gương thì chỉ có glu và man thôi. Glu và man. Vậy đáp án đúng đáp án C. 436. Em vẫn chưa đây. Thế là em chưa đủ giỏi. Phải khủng nữa đấy. 436. Hòa tan M gam Fe. Fe trong HNO3. Thầy làm gì có người yêu. Thank you em. Loãng dư. Dư thì sắt lên sắt dương 3. Sản phẩm khử duy nhất là NO. Được chưa? Số mol NO bằng 0,1. Vậy mình tìm được số mol sắt 3 là 0,1 nhân 3 chia 3 bằng 0,1. 0,1 mà nhân 2,4 thì bằng 2,24. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Được chưa? Câu 437. Câu 437. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc 2? Các em lưu ý amin bậc 2 chúng ta có dạng R1NH R2. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, CH3NH CH3. Câu 438. Chất X có công thức phân tử và làm mất máu dịch brom, tên gọi của X là. Thế giờ thầy vẽ cho các em. Imethylaminoacetat là anh này. CH3COOCH3amino đây. Anh này là CH2. Anh này không làm mất máu brom nên vứt. Acid alpha amino propionic, propionic COOH alpha NH2 cũng không mất máu brom, vứt. Acid beta amino propionic để anh này. Beta cũng không làm mất màu brom, vứt tiếp.
Còn cuối cùng amoni acrylat C nối đôi C gạch COO NH4. Anh này là mất màu brom mới có nối đôi CC. Vậy đáp án đúng đáp án D. Được chưa? À thôi chết. Ok, cảm ơn các em 436 mắt thế lé hỏi mờ sắt. Mắt thế lé đấy. Thank you cả nhà. Nó hỏi mờ sắt. Mắt lé quá. Và đây là 0,1, 0,1 nhân 56. 0,1 nhân 56 bằng 5,6. Thank you nhá. Mắt thế lé. D. 5,6. 36D đúng rồi. Mắt thế lé thì đi tìm về. Có 439 à. Ok, cảm ơn. 439. Thế sửa nó nha. 7,5 gram glycine. 7,5 gram glycine thôi, còn lại để cho các bạn đi học. Glycine 7,5 chia cho 75 thì bằng 0,1. Sáng mai chúng ta chữa nốt 50 câu. Tác dụng HCl. Số mol HCl chúng ta vừa đủ thì là 0,1 để tạo thành muối. Vậy chúng ta tìm được mờ muối bằng cách bảo toàn khối lượng. 0,1 nhân 75 cộng 0,1 nhân 36,5 thì bằng 7,5 cộng với 3,65 bằng 11,15. Đáp án đúng đáp án D. Ui, Thanh Trúc bây giờ mới dậy. Thanh Trúc xem vào trong nhóm lớp mình giúp thầy nhá. Câu 440. Thanh Trúc 440 này. Hấp thụ hoàn toàn amon khí CO2 của dung dịch chứa B mol CO2 lần thì thu được hỗn hợp 2 muối. Vậy đây mình có số mol OH trừ chia cho số mol CO2 bằng 2B chia A. Để thu được hỗn hợp 2 muối thì này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Được chưa? Vậy nói khác là B nhỏ A và nhỏ hơn 2B. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ai đi học thì xem lại sau cũng được, đúng rồi. Không có nhiều bạn đi học đấy em ạ. Sáng mai thì chữa tiếp. 441. Cho hình vẽ điều chế khí Y từ chất rắn X, phương trình phản ứng nào sau đây là đúng? Đây mình có khí này không tan trong nước. Về loại S2 tan trong nước. NO2 tan trong nước. Được chưa? NO2 tan trong nước. Vậy đáp án đúng mình chỉ có đáp án A mà thôi. 41A. Tiếp nha. Ông Mai Quẩy nốt thì là 450 thì đến 505 thì 50 câu thôi. Nào tiếp tục. 442. Cấu hình electron của sắt 3+. Sắt nó là 3D6 4S2 đúng không? Vậy thì bỏ đi 3E nó còn là 3D5. Đáp án đúng đáp án C. Câu 443. Quặng bauxit có thành phần chủ yếu là quặng bauxit. Thôi sẵn có 3 chịu thôi. Quặng bauxit có thành phần chủ yếu là Al2O. Và đáp án đúng đáp án B bỏ. 444. Chất nào sau đây không có khả năng tác dụng với CH lần nhiệt độ thường? Glycerol là có, bởi vì có OH đa kể. Saccharose là có, bởi vì có OH đa kể. Alavalin là không, bởi vì nó là dipeptide nên không. Vậy không có khả năng là C. Câu 445. Chất nào sau đây là tơ nhân tạo? Hay là bán tổng hợp? Bán tổng hợp thì chỉ có visco và acetat thôi. Vậy đáp án đúng mình đáp án D. Visco. 446. Metin acetat 446. Metin acetat là CH3COOCH3. 7,4 chia cho 74, 0,1 mol. Tác dụng vừa đủ với NaOH để tạo thành CH3COONa. Được chưa? Vậy số mol này bằng 0,1. 0,1 mà nhân với 82 thì bằng 8,2. Đúng chưa? Đáp án đúng đáp án A. Alo thầy hỏi tí, bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp? Câu 447. Xem nào, bao nhiêu bạn muốn thầy chữa tiếp? Nếu từ giờ đến lúc mình chữa xong câu 450 mà video livestream này được trên 500 share thì thầy chữa full. Là thầy chữa full hết toàn bộ. Có nghĩa chữa tốt 50 câu còn lại. Nhưng Việt Nam nói là làm. Nếu được trên 500 xe. Bây giờ hiện tại đang là 142 xe rồi. Video live stream này nếu được trên 500 xe thì thầy sẽ chữa full nốt. Thấy chưa? 447.
Có 4 dung dịch riêng biệt, nhúng vào mỗi dung dịch một thanh niken trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng AFIO. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng AFIO. Vậy là niken là mạnh hơn đồng, vậy là có ăn mòn điện hóa này. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên giáp, vậy là không có ăn mòn điện hóa. Không ăn mòn điện hóa có, vậy là chỉ có đồng và bạc thôi. Đáp án đúng đáp án B2. Hết nhưng mà xem cái này có được trên 500 đã. Trên 500 thì thầy chữa hết, còn 3 câu nữa. Xem nhanh lên nào các em. Thành phần hóa học chính của quặng bauxit, quặng bauxit thì chắc chắn là có thằng Al2O3, đáp án đúng đáp án B bỏ. Thầy làm gì có chơi bẩn, chơi xịn luôn, buổi trước sáng hôm qua còn được hơn trên, còn được trên 500 xem ạ. Câu 449. 500 xe chính xác. Không, 500 các em xe vào trong các nhóm mà xe vào các group lớp. Đây một cách khẩn trương nào. Thế mới kinh điển. 449. 449. Cho từ từ. 449 cho từ từ. Nếu mà không được 500 xe thì sáng mai 5:30 nhá cả nhà. Đùa đấy, thực ra thì thầy vẫn còn phải đi dạy các em ạ. Thầy vẫn còn phải đi dạy, thầy vẫn dạy tiếp. Mình chỉ học trên một tiếng thôi, mình chỉ học khoảng độ trên một tiếng một chút thôi, như vậy thì nó tốt cho mắt của em, tốt cho não của em. Chứ học trên một học quá một tiếng trên livestream nó rất là độc, nó không tốt cho mắt với não bộ. Này mình có cho từ từ 300 ml dung dịch, từ từ nhá. Số mol H cộng bằng 1 nhân 0,3 bằng 0,3 cộng với lại CO3 2 trừ bằng 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Được chưa? Để đếm là tối hôm qua làm rồi Hồ Hòa nhá. Để tạo thành HCO3 trừ 0,3 0,2 thì mày là bằng 0,2 đúng không? Cộng H cộng dư. H cộng dư thì bằng 0,3 trừ 0,2 bằng 0,1. Vậy nó tạo thành khí CO2 0,1. 0,1 mà nhân 2,4. 0,1 mà nhân 2,4 thì bằng bao nhiêu? 2,24 lít, đáp án đúng đáp án C. 450. 450. Kim loại sắt không tan trong dịch nào sau đây? Kim loại sắt không tan ở trong dịch nào sau đây? Sắt thì nó tản đúng lại sắt 3. Sắt cộng với lại sắt 3 để tạo thành sắt 2. Đúng chưa? Có này. Sắt phản ứng với bạc cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại bạc. Có này. Sắt tác dụng H24 loãng nguội để tạo thành sắt dương 2. Chú ý đây là loãng nguội nhá. Sắt không tan trong H2O3 đồng nguội. Nhôm sắt chrome thì nó không tan trong H2O3 đồng nguội. Vậy đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Ok. Đang xem đông nên là thôi thầy live stream tiếp 5 câu nữa. Ok, em học live stream cả ngày. Thế thì không tốt em ạ. Không tốt. Câu 451 à. Ở điều kiện thường. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? Chúng ta lưu ý, liti có, kali có, strontium có, beryl không. Thấy chưa? Ôi quý thế làm gì nào. 450 nè, 452 nè. 452 nè. Cho 1,5 gram HCOCH3. HCOCH3 mình tìm được số mol bằng 1,5 chia cho 60. 1,5 chia cho 60. 1,5 chia 60. 0,025 mol. Thằng này mà cho vào AgNO3 trong NH3. AgNO3 thầy đang đói. Thầy mới ngủ dậy chưa làm gì. Đâu, gì đã bái, đang chữa tiếp này. Thu được 2 bạc. Mình tìm được số mol bạc của mình bằng 0,025 nhân 2 bằng 0,05. 0,05 nhân 108. 5,4 gam. Đáp án đúng đáp án C. Câu 453. 453. Khi thực hiện các thí nghiệm cho chất khử phản ứng axit nitric đặc thì thường sinh ra khí NO2 độc hại. Thường sinh ra khí NO2 độc hại, đúng không? Để hạn chế lượng khí NO2 thoát ra môi trường thì người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? Thì người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm một cái dung dịch mà nó có thể hấp thụ được NO2. Thế thì đổ một phát với đổ từ từ khác nhau, Lê Trung Đức nhé. Thu được 4 bạc bởi vì đây là HCOCH3 này, thu được 4 bạc thôi em. Để hạn chế NO2 thì NO2 ở đây thì nó phản ứng được với cái gì nhỉ? NO2 ở đây là nó phản ứng với lại bọn nó là oxit axit thì nó phản ứng bazơ. Vì vậy nên là phải sử dụng một cái loại nào đó mà hấp thụ được nó. Vậy chắc chắn đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Rút. Câu 454. Cho 6,72 lít CO2 và dung dịch BaH 2 lần. Chúng ta có này. Số mol BaH lần 1 nhân với lại 0,2 bằng 0,2. Vậy mình có số mol OH trừ chia số mol CO2 bằng 0,2 nhân 2 bằng 0,4 chia cho 0,3 bằng 4/3 bằng 1,3333. Lớn hơn 1
nhỏ hơn 2. Vì điều này tạo thành muối HCO3 trừ và muối CO3 2 trừ. Và đây thì có BaCO3 này. BaH CO3 2 lần, đúng không? Đặt thằng này là A, đặt thằng này là B, thầy có hệ phương trình bảo toàn bari A cộng B bằng Ba là 0,2. Bảo toàn carbon A cộng 2B. A cộng 2B thì bằng bảo toàn carbon thì bằng 0,3. Vậy suy ra mình tìm được A bằng 0,1 và B cũng bằng 0,1 luôn. Vậy mình tìm được giá trị của M bằng 0,1 nhân 197 bằng 19,7 gam. Đáp án đúng đáp án B bỏ. Câu 455. Câu 455. Phát biểu nào sau đây là sai? 455. Phát biểu nào sau đây là sai? Các amin thường có mùi thơm dễ chịu nên được sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm. Sai, amin mùi khai, ai lại đi sử dụng? Đừng dùng công thức Huyền Trang Lê nhé. Dùng công thức là tèo đấy. Đề rất là lừa nhiều. Amin thường có mùi thơm dễ chịu nên được sử dụng trong công nghiệp mỹ phẩm. Cái này sai. Sai đúng không? Đây là hỏi nhận định sai với A đúng. Ý B này. Anilin tác dụng được với dung dịch HCl. Lấy sản phẩm cho tác dụng với NaOH lại thu được anilin. Anilin tác dụng HCl. Đúng rồi, sản phẩm NaOH lại thu được anilin, chính xác. Tính vazơ của ammoniac mạnh hơn anilin nhưng yếu hơn metimin, đúng tiếp. Các amino acid là chất rắn dễ kết tinh, dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy khá cao. Cái này cũng chính xác tiếp, đúng không? Vậy thì ở đây mình có phát biểu sai của mình là đáp án A. Được chưa? Ok. Tối nay mình sáng nay sorry lại nhầm. Sáng nay mình chữa đến câu 455 thôi các em nhé. Còn lại bây giờ thầy phải đi dạy. Các em nhớ này. Các em nhớ này, tối nay. Tối nay 21:00 thầy có một món quà đặc biệt dành tặng cho cả nhà. Mìn trong hóa học. Nhớ theo dõi live stream. Nhớ theo dõi live stream vào lúc 21:00 tối nay. Nhớ nha, vào lúc 21:00 tối nay. Mìn trong hóa học. Và sáng mai lại 5:30 chúng ta chiến nốt 505 câu nhận biết thông hiểu. Đây. Được chưa? Tối nay mai, tối nay mình sẽ chiến nốt 505 câu nhận biết thông hiểu. Và đây chốt lại là 505. Ok chưa? Ok chưa? Nhớ theo dõi trên fanpage của thầy vào 12 giờ trưa nay. Em ơi không chữa tiếp bởi vì bây giờ thầy phải đi dạy em ạ. Nhá. Sáng mai chúng ta coi sẽ gặp lại nhau. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.